Vâng, sau khi có 3 ca nhiễm COVID-19 là tài xế đi từ tỉnh phía Nam vào địa bàn có kết quả dương tính với COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hỏa tốc yêu cầu phân loại xe chở hàng hóa theo 3 nhóm nguy cơ bằng cách dán logo. Mất nhiều thời gian để kiểm tra từng xe nên tình trạng ùn tắc nghiêm trọng lên đến hàng chục km đã diễn ra ở khu vực cửa ngõ. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Tôi đang có mặt tại đầu đường quốc lộ 5 về phía thành phố Hải Phòng. Vâng, sau lưng tôi thì quý vị có thể nhìn thấy là một hàng dài xe container, chủ yếu là xe container nối đuôi nhau chờ để qua chốt kiểm soát để được xét nghiệm nhanh COVID-19 hoặc là xuất trình giấy xét nghiệm PCR dương tính. Vâng, chưa bao giờ mà thành phố Hải Phòng lại chứng kiến những cái cảnh ùn tắc lâu đến như vậy. Và cái thời gian ùn tắc bây giờ tính bằng ngày, bằng buổi chứ không phải bằng tiếng như mấy ngày trước nữa ạ. Dừng chờ, nhích từng chút. Tình trạng ùn tắc kéo dài 50 km từ trưa qua khi thành phố Hải Phòng triển khai phân loại xe tải chở hàng hóa theo 3 nhóm, gồm nhóm nguy cơ cao, nhóm nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp bằng cách bắt buộc dán logo màu sắc tương ứng là đỏ, vàng, xanh lên phương tiện. Lực lượng chức năng cũng đã có nhiều biện pháp để giảm thiểu ùn tắc. Đã bố trí, thứ nhất là chỗ số 1 Cao Dụng Nghĩa đã bố trí 2 đồng chí cảnh sát giao thông làm việc tại vị trí số 1, tức là vị trí đầu vào của thành phố, phân luồng cho các phương tiện ô tô sẽ đi thẳng, còn các phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp sẽ đi vào phía bãi sân trước cửa ga Dụ Nghĩa phía sau chốt để làm nhiệm vụ khai báo y tế. Còn đối với khu vực cuối chốt, chúng tôi bố trí một đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ kiểm tra những xe trốn tránh việc khai báo hoặc những xe vượt chốt, yêu cầu các xe dừng lại và lái xe phải vào khai báo theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu phân chia các phương tiện vận tải ra vào thành phố theo các nhóm nguy cơ để có biện pháp giám sát phòng chống dịch bệnh. Yêu cầu người đến từ Hà Nội phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 48 giờ kể từ khi xét nghiệm, thay vì kết quả test nhanh như trước, khiến nhiều lái xe không kịp chuẩn bị. Mặt khác, buổi sáng là khoảng thời gian lượng xe di chuyển từ Hà Nội về Hải Phòng rất lớn nên dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ. Có các phương tiện, chủ yếu là các phương tiện xe container vào dán logo kiểm soát nhận diện, tức là logo màu vàng và logo màu đỏ theo văn bản của thành phố, nên các phương tiện đã vào dừng vì mỗi phương tiện là diện tích xe rất lớn, chiếm diện tích rất nhiều nên đã gây ra sự ùn tắc. Chúng tôi đã, ủy ban thành phố đã có hướng dẫn đối với các công ty có phương tiện vận tải là xe container sẽ về dán các logo nhận diện tại công ty. Trước tình trạng ùn tắc kéo dài và phức tạp, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng khẩn trương thông báo các quy định của địa phương cho Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, tổ chức tuyên truyền, thông tin tới tất cả các doanh nghiệp vận tải, các lái xe có lộ trình đi đến Hải Phòng biết và chấp hành. Hải Phòng phải lập luồng xanh của địa phương đấu nối với luồng xanh quốc gia đã được công bố và triển khai ngay trên hệ thống phần mềm quản lý, cấp mã QR code, nhận diện phương tiện hàng hóa, tạo mọi điều kiện thuận tiện, nhanh chóng nhất cho doanh nghiệp và lái xe.